Ngày 13 tháng 6, Thánh Anton Padua, sinh năm 1195, mất năm 1231. Quy tắc đời sống của Thánh Anton là từ bỏ mọi sự và theo Đức Kitô. Đúng như lời ghi trong Phúc Âm, nhiều lần Thiên Chúa đã gọi thánh nhân đến các hoạch định mới và Ngài đã đáp ứng một cách nhiệt thành và tận tụy hy sinh để phục vụ Đức Giêsu Kitô cách trọn vẹn hơn. Vị thánh rất nổi tiếng này sinh ở Bồ Đào Nha và tên rửa tội là Ferdinand. Ngài được sự giáo dục kỳ lưỡng của các tu sĩ dòng Augustine và sau đó đã gia nhập dòng. Khi 25 tuổi, cuộc đời Ngài chuyển hướng. Lúc bấy giờ, Ngài nghe tin một số tu sĩ dòng Francisco bị bách hại bởi người Moor và chịu tử đạo ở Morocco, đó là Thánh Bernard và các bạn. Ferdinand khao khát được chết vì Đức Kitô nên Ngài gia nhập dòng Francisco. Lúc bấy giờ, dòng này mới thành lập và Thánh Francisco vẫn còn sống. Ferdinand lấy tên là Anton và đến Phi Châu để rao giảng cho người Moor. Nhưng ngay sau đó, Ngài lâm bệnh nặng, phải trở về Ý và sống trong một nơi hiu quạnh, chấp nhận công việc rửa chén trong nhà bếp và dành thời giờ để cầu nguyện, đọc kinh thánh. Thầy Anton không bao giờ nói về mình, nên không ai trong nhà dòng biết được sự thông minh và tài giỏi thực sự của Ngài. Mãi cho đến khi có buổi lễ tấn phong và vì không ai trong dòng kịp chuẩn bị nên thầy Anton đã được chọn để diễn giảng. Những năm tìm kiếm Đức Kitô trong cầu nguyện, trong kinh thánh và phục vụ Chúa trong sự nghèo hèn, khiêm hạ đã chuẩn bị cho thầy Anton được sẵn sàng để thần khí dùng đến khả năng của thầy. Bài giảng của thầy đã làm mọi người kinh ngạc và từ đó trở đi, cho đến khi Ngài từ trần vào 9 năm sau đó, thầy Anton đã đi rao giảng khắp nước Ý. Ngài nổi tiếng đến nỗi dân chúng phải đóng cửa tiệm để đến nghe Ngài giảng. Được sự công nhận là người siêng năng cầu nguyện, hiểu biết kinh thánh và thần học, thầy Anton là thầy dòng đầu tiên được dạy thần học cho các thầy khác. Kiến thức uyên thâm của thầy lại được Thiên Chúa dùng để rao giảng cho những người lạc giáo và hoán cải những kẻ lầm lạc. Người thầy ấy thường tìm đến thầy Anton để xin chữa lành hồn xác. Nhiều phép lạ đã xảy ra qua lời cầu bầu của thánh nhân ngay khi còn sống. Thầy Anton từ trần ở Acela, gần Padua, nước Ý, khi Ngài 36 tuổi. Chỉ một năm sau, Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 phong thánh. Người ta thường vẽ Thánh Anton bế hài nhi Giê-xu vì Đức Giê-xu đã hiện ra với Ngài. Thánh Anton là người hiểu biết thâm sâu, nhất là về kinh thánh. Do đó, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tuyên xưng Ngài là tiến sĩ tin mừng hoặc tiến sĩ kinh thánh. Lời bàn. Nhiều khi chúng ta muốn được người đời để ý đến những công việc tốt lành của chúng ta, nhưng ít ai muốn chú ý. Đó là lúc chúng ta cầu xin Thánh Anton giúp chúng ta vui lòng chấp nhận và chú tâm đến những gì chúng ta có thể đem lại cho đời hơn là nhận được từ người đời. Lời trích. Trong một bài giảng, Thánh Anton nói, các thánh giống như các vì sao trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài đã giấu họ nơi kín đáo để đừng chiếu tỏa trước mặt người khác, dù đôi khi họ muốn như vậy. Tuy nhiên, họ phải sẵn sàng hy sinh đời sống chiêm niệm âm thầm để đổi lấy việc bác ái, một khi tâm hồn họ nhận ra đó là lời mời gọi của Đức Kitô.